bác nhá. Buổi sáng ra mặt em vẫn còn ngái ngái ngủ. Hôm nay thì mời các bác đi cùng em một chuyến là đi Vlog về khá là xa. Em đi đằng sang phả lại, sau đó là sang phía Quảng Ninh rồi lại vòng về Hải Phòng để mà giao con VinFast Fadin màu đỏ này, đồng thời là mua của bác chủ một con Spark cỏ. Đấy, con Spark cỏ là 2016 và đăng ký 2017. Bác lên đủ đồ rồi nhưng nó lại là con đua van. Đấy, đây các bác nhá. Em quay cho các bác xem con Fadin này. Đấy, các bác nhìn thấy cái biển này không? Biển này là biển không phải biển của đó. Thế cho nên là em đi phải hết sức cẩn thận và em chính vì vậy mà em không đi đường cao tốc được. Em phải đi cái đường quốc lộ 18 đi sang Quảng Ninh từ Bắc Ninh ấy. Đấy. Từ đây đến đấy nó rơi vào khoảng 170-180 cây đấy. Và em đi hết sức từ từ và trên trong quá trình đi thì em sẽ chia sẻ với các bác một cái Vlog đi mà giao con Fadin này và lấy một con đua van 2 chỗ từ nhà bác đấy đi về các bác nhá. Ok, xin mời các bác đi cùng em một chuyến. Em đang trên cao tốc Thái Nguyên các bạn. Buổi sáng sớm ra thì khu vực miền núi phía Bắc này là cũng có rất là nhiều sương mù. Đấy, nhìn xa xa kia là sương mù và đầy luôn cả bên trái bên phải ấy. Đấy, con này thì em đang chạy bằng cái chế độ cruise control mà khách lắp thêm các bác nhé. Lắp cái này đâu đó mất 3-4 triệu ấy. Đấy, các bác nhìn có cái đèn xanh nó sáng kia kìa. Đấy, thì đấy là cái chế độ cruise control và đường này cho phép với tốc độ là 90 km/h thì em đang đi với tốc độ là 90 km/h. Đấy, đây có cái chế độ ở cái này nó có cả chế độ lim nhé. Chế độ lim là cái chế độ là nếu như mình cài đặt ở một cái mức ga nào đó, ví dụ như đi trong đô thị mình cài ở cái tầm 50 km/h thì các bác có đạp lút ga nó cũng không đi quá được 50 km/h nhá. Đấy, nó rất là hay, nó phòng cái trường hợp mà mình quên, mình lơ đãng, mình bị kiểu như là đạp quá ga một tí là quá tốc độ là dính tốc độ ngay. Nhưng mà riêng cái chế độ này thì để thì các bác không cần phải lo cái đấy. Đấy, còn cái chế độ bên trên này là chế độ về ga tự động và em đang đi và hiện tại thì chân em đang không ga đâu. Đấy, ga tự động này là lắp thêm nhá, lắp thêm. Đấy, nhà sản xuất người ta không lắp vào nhưng mà mình có thể độ thêm vào được và sản xuất theo xe luôn, cực hay luôn. Đấy, chính vì vậy mà con bản Blue này nó mới có hai bên phím khiển vô lăng như này. Bình thường là nó chỉ có một bên thôi nhưng mà con này thì lại có cả hai bên và khách lắp thêm, rất đẹp luôn. Đấy, bản Blue nó có thêm màn hình này. Đấy, rồi ok, khởi hành nào. Đổ xăng cây xăng đã. Anh ơi, em chuyển khoản rồi này. Em chụp đã. Dạ. Xăng bây giờ là 24810 rồi. Sắp 25.000 rồi. 200 nữa là 25. Đắp bằng rượu ngon rồi đấy. Ok rồi. Xăng thế bảo là hôm qua mới lên 500 đồng một lít nữa. Khả năng là xăng đắt đỏ quá các bác ạ. Đi này đi ô tô mà những cái xe nào mà ăn nhiều xăng thì đúng là cả một cái gì đấy phải suy nghĩ. Với những người nhiều tiền thì họ chả còn quan tâm mấy đâu. Nhưng mà với những cái bác ví dụ như lương nó dao động ở trên dưới 10 triệu có ô tô, nó chi phí gia đình nữa. Mà một tháng đổ mất khoảng bình thường đổ 5-700 một triệu thôi. Nhưng một tháng bây giờ mà đổ hết tầm 1,5-2 triệu là cả một vấn đề. Đấy, nhưng 1,5-2 triệu thì các bác đi nhiều, còn nếu như mà đi gia đình đi làm bình thường thôi thì em nghĩ rằng là chỉ tầm khoảng 1,000,000 hoặc 1,500,000. Đấy, nhưng mà nếu mà đi nhiều là cũng căng cò ra phết các bạn, mỗi lần đổ xăng phải nói xót thực sự luôn. Mỗi lần đổ gọi là đầy bình như xe của em ấy, đổ đầy bình con Beijing X7 nó là khoảng 1,3 triệu, lần nào đổ rơi vào khoảng 1,3 triệu. Đấy, cũng xót ruột phết đấy. Rồi ok, lại tiếp tục khởi hành các bác nhá. Đấy, từ đây đến đấy còn khá là xa và chủ yếu là đường đẹp thôi, thế chứ không phải đường xấu lắm. Nhưng mà em sẽ chia sẻ các bác cái cung đường này đi trên con xe biển giả này nó như nào. Nguy hiểm phết. Em vừa xuống cái nút giao để cắt vào đường cao tốc giữa đường cao tốc Hà Nội Thái Nguyên và đường quốc lộ 18. Quốc lộ 18 này thì nó sẽ chạy một phát đến tận Quảng Ninh các bác nhé. Đấy, và cái nút giao từ cái nút giao giữa cắt cao tốc Thái Nguyên này đến Bắc Ninh còn khoảng 19-20 km nữa. Đấy, cái đoạn đường này thì em đi phải nói rằng là rất nhiều, nhưng mà duy nhất chỉ có đoạn gần Bắc Ninh ý, là cái đoạn mà người ta chế tác rồi thì là những cái gì những cái nhà máy nhỏ các thứ là cái mùi nó rất là ghê, mùi nó cứ gây kiểu gì ý. Em không biết ở đấy là cái làng đấy họ làm cái gì, làm đồng, làm cái gì đấy chẳng hạn, em không rõ lắm. Thế nhưng mà về cơ bản là đi qua, mỗi lần đi qua đấy là con xe X7 của em ấy nó báo lên về không khí ô nhiễm nó lên tầm 70%. Công nhận rằng là ở khu vực đấy phải nói rằng là nguy hiểm và rất có hại cho sức khỏe luôn. Tí nữa đến đấy em khác chia sẻ với các bác.
Đây các bác ạ, nếu các bác có để ý về cái khung hình video thì sẽ thấy là không khí ở đây người ta mình sẽ nhìn rõ thấy là nó ô nhiễm hơn. Đấy. Đi đến đây thì thực sự là có một cái cảm giác nó mùi nó ngấy hơn các bạn. Đây, nếu các bác nhìn kỹ thì có những cái ống khói nó như kia. Đấy. Đây. Và chỗ này cũng thế, hai cái ống khói tiếp tục xả lên trời. Đấy. Chưa kể có những cái ống khói nhỏ, các bác nhìn xem. Đấy, rất nhiều luôn và là gần như là xả 24/24. Thế là cái mùi ở đây phải nói rằng là em có cảm giác là nó rất là gây, nó rất là khó chịu. Đấy, nó đây các bác nhìn này, toàn bộ là ống khói hết nhá, trên đỉnh mái nhà nhá. Đây là ở phía gần đường chúng ta có thể nhìn thấy. Đấy, thế còn nếu mà vào trong nữa thì không biết là nó như thế nào đâu. Đấy, thế là mỗi lần đi qua đây là con X7 của em nó kêu rằng là ôi anh ơi không khí ô nhiễm quá, thế là nó tăng mức ô nhiễm lên. Rồi, đang ở địa phận của thành phố Bắc Ninh rồi các bạn. Em chuẩn bị bước vào, cắt vào đường cao tốc Hà Nội Lạng Sơn, sau đó là đi khoảng hơn một cây là rẽ sang quốc lộ 18, tiếp tục để đi về phía Quảng Ninh. Em đã đến cái nút giao phải nói rằng là khá là phức tạp. Đấy, ở bên trên là đường Vòng Xuyến, bên dưới là đường Hầm. Đấy, nếu như các bác nào và anh em nào mà đi chưa quen cái đường này thì thực sự là có nhiều bỡ ngỡ. Nhưng mà nói thật ra mà nói thì bỡ ngỡ thì các bác có đi nhầm lên đường trên kia thì lại đi vòng đường tròn và lại lên cầu sang bên kia thì nó cũng giống nhau thôi. Đấy, nó có cái điều là đi ở đường dưới này thì không cần phải đi vào đường tròn. Bác Ninh đầu tư rất là hoành tráng. Đấy, một cái đường hầm này nó có kém gì đường hầm Kim Liên đâu. Đấy, thậm chí là nó còn dài hơn. Đấy, đường hầm Kim Liên Hà Nội ấy. Đấy, mà trong khi đó bên trên nó vẫn là cái đường tròn, vẫn đi thông sang đường. Đấy, phải nói rằng là đây, các bác để ý này. Đấy, đường bên trên là cái đường ở đường tròn, nó đi vào nối vào đây. Và đường bên dưới là đường hầm, đi cũng lại nối vào đấy để làm gì? Đi qua một cái cầu để sang bên kia đường cao tốc Hà Nội Bắc Giang. Đấy, Hà Nội Bắc Giang qua bên địa Lạng Sơn đấy. Đây, nối cái đường nối vào đây, từ đường tròn nó nối vào đây. Đấy. Phải đầu tư thôi rồi thì đầu tư bao tiền của để người dân đi bên dưới một cái hầm, sau đó là đi nối sang đây để không phải cua ở cái đường tròn, mà trong khi đó đường tròn này không phải là quá đông người, khá vắng. Như vậy tương lai có lẽ nó sẽ đông, như nên là nhà nước cứ làm trước như vậy. Dừng đây ăn sáng tí các bác ạ. Ôi trời ơi, đường thì đúng chỗ này đang làm, nhưng mà thôi vào ăn sáng tí cũng được. Đây quán ăn sáng này, ồ có vẻ đông nhỉ. Ở đây tiến đây tí. Rồi. Ăn xong rồi các bạn. Quán bún cá này ăn ngon phết mà giá thì chỉ có 30.000 thôi. Đấy, bây giờ em bắt đầu từ thành phố Bắc Ninh nhá, đi xuyên qua mà cả Sao Đỏ Hải Dương các thứ. Đấy, qua Phả Lại phải biết các thứ xong rồi mới rẽ sang Hải Phòng cơ. Đấy, phải nói rằng là cung đường đi nó hơi bị như nào nhỉ? Vòng vo một tí, nhưng mà không đi được đằng kia các bác thông cảm nhá, biển giả mà. Rồi, khởi hành tiếp. Em lại đang ở khu vực toàn bộ rất nhiều những cái công ty, hay nói cách khác là khu vực khu công nghiệp thuộc Quế Võ, Bắc Ninh các bạn. Đấy, dọc cái hai cái bên đường này thì nói thật với các bác là các công ty thì nhiều vô kể, trong nước, ngoài nước, các thể loại công ty là phải nói rằng là rất nhiều. Chính vì vậy mà nhà nước phải làm hoàn thành hai cái làn ở bên trong kia. Đấy, bên trái bên phải đều có hai làn. Đấy, hai cái làn đấy mục đích là để cho công nhân đi là chính, còn những anh em nào mà đi quốc lộ thì đi đường ngoài này. Đây các bác nhìn trong này. Trong kia thì người ta vẫn đi cả coi như là trong đấy là đường hai chiều nhá. Ô tô, xe máy các thứ đi hai chiều thoải mái. Nhưng ở ngoài này, nói chung là ngoài này cũng thế thôi, nhưng mà người ta đi để rẽ vào khu công nghiệp các thứ kia thì nó không bị nó giảm tải cho cái đường quốc lộ chính này. Đấy, và đường ven ở bên cạnh này nhà nước trồng những cây bàng lá nhỏ đẹp này. Cây bàng này bàng rất đẹp. Nghe nói là cây này nó nhập khẩu hay sao, nhưng sao bây giờ ở Việt Nam bán tràn lan không biết được. Đấy, bán rất nhiều luôn. Đấy, sau này mà nhà có cổng biệt thự nào mà có cái cổng, em về em làm cái cổng cái biệt thự mà dài dài to to chẳng hạn, thì trồng hai bên hai hàng cây này phải nói là mát và đẹp. Đây, em đang để cái chế độ lim trên con VinFast Fadin này. Các bác để ý có chữ L50, đúng không? Tức là em có đạp kịch ga đi chăng nữa thì nó cũng không vượt quá được 50 km/h. Và em đang đi trên đường nội thị. Khi mà trên đường nội thị mà không có giải phân cách cứng thì sẽ được đi với 50 km/h là tối đa. Đấy, và em cài đặt ở cái mức 50 km/h như thế này thì em chả sợ cái gì về quá tốc độ cả, đúng không? Bởi vì mình có lỡ chân, mình có đạp quá, đạp lút đi chăng nữa nó cũng chỉ chạy có tầm thế thôi, không chạy được hơn nữa. Đấy, cài đặt phải nói là rất là hay. Đến cái đoạn nào 80 thì lại cài đặt lên 80, cái là mình đỡ phải gọi là quan tâm coi như là mình đang đi với tốc độ bao nhiêu. Hay phết.
Từ đây đến phả lại còn 15 km nữa. Và các bác để ý rằng ở phía bên phải hoặc là bên trái, bên phải này, đấy, những hàng quán này họ bán những cái củ sen. Đấy, đây, củ cải khô. Củ cải khô, có một thời điểm là củ sen. Củ sen là cái củ mà dùng để nấu nước uống để ngủ cho nó dễ. Đấy. Thì lát nữa thì em về qua đây, chiều xong việc là em về qua đây em xem còn ít nào không, thì là em sẽ mua về nấu nước cho mụ vợ em uống. Mụ vợ em không hiểu sao còn trẻ có ba mấy tuổi mà không hiểu sao là rất hay mất ngủ, suốt ngày kêu vợ không ngủ được. Đấy, thì thử mua ít củ sen này về xem là có tác dụng gì không. Đấy, nếu mà có tác dụng ngủ được, các bác nào mất ngủ thì có thể là gọi điện cho em để em chỉ chỗ mua nhá. Đến trạm thu phí các bạn. Trạm thu phí này thì không biết là có mở ETC hay không. Đây em đang lắp xe là em đang lắp một cái biển khác nhé. Nhưng mà cái con xe này thì không biết là còn tiền hay không thì em cũng không rõ. Đấy, nhưng mà hiện tại thì em cứ đi qua đã. Biển xe thì xe biển khác, nếu còn tiền nó sẽ mở. Đấy, nhưng mà con này không còn tiền. Đấy. Mấy tiền em ơi cho anh gửi với? Mấy ạ? Ok. Đấy. Con này đang hết tiền và phải trả tiền bằng vé các bác ạ. Thế chính vì vậy mà phải đi đường quốc lộ. Đi đường quốc lộ là bọn em sẽ trả được vé theo kiểu này. Đấy. Thế duy nhất thì cả đợt hôm trước là em có làm là thằng em có đi làm về Yên Nam Định để đăng ký một con xe mà đi đường quốc lộ 1 ở khu vực chỗ Đồng Văn Hà Nam ấy, thì cái trạm đấy bây giờ mặc dù không phải là cao tốc nhưng họ vẫn thu luôn bằng cái ấy rồi, thu luôn bằng phí không dừng rồi. Thế thành ra là không làm nào đi qua được, chắc là sau nộp tiền hay đút lót kiểu đấy thế nào thì đi qua thì em đang không rõ. Hành trình tiếp nào. Cái hôm trước đi mua hụt con Camry, em đi qua cái cầu này thì em mình cơ bảo với nhau là đây là cái đường tàu, mà rõ ràng đường tàu thì bên kia lại là đường cụt. Đường tàu cụt thì không biết là như thế nào. Thì hóa ra là một số bác ở trên mạng thì bảo là đấy đúng là đường tàu nối sang Quảng Ninh, nhưng mà do cái lý do gì đấy thì là đường tàu đang bị dự án, cái đường tàu này đang bị dừng lại. Đấy. Ở đấy thì đây là cầu Phả Lại nhá. Phía bên trái này là nhà máy nhiệt điện Phả Lại này. Đấy. Nhà máy này phải nói là khá là to đấy, nhìn qua ống khói là biết rồi. Ở trên Thái Nguyên em có một vài có hai nhà máy nhiệt điện nhưng mà không to được như này. Con này thì quá hoành tráng. Các bác từ trên cầu nhìn xuống thấy những cái mái nhà, những cái mái đấy thì là những cái mái của biệt thự các bác nhé. Đấy. Rất giàu, Quảng Ninh rất phả lại và Chí Linh Hải Dương rất giàu. Đây, vào bên trong nội thị của Phả Lại rồi. Tí nữa là sang Chí Linh của Hải Dương. Chuẩn bị tới Chí Linh các bác ạ. Nhưng các bác để ý ở bên trái này là có một cái nhà hàng rất lớn, đó là nhà hàng 559. Em còn nhớ là năm 2013 lên Móng Cái này buôn iPhone và hay phải đi xe giường nằm và đi vào ban đêm. Đấy, và những cái nhà hàng như thế này là xe đa số là đậu ở đây. Đấy, đây phần lớn xe khách là đậu ở đây đi Quảng Ninh này, các bác nhìn này. Đấy. Đậu ở đây này. Và cái nhà hàng này có từ rất lâu rồi nhá. Đấy. Vào đây thì là ăn uống vệ sinh rồi các thứ, ăn đêm ăn đĩa các thứ xong rồi lại tiếp tục hành trình và đi xe giường nằm. Ngày đấy thì là buôn điện thoại iPhone các bác ạ, và phải lên trên đấy xem và nhặt, xong giờ là bên nhà vận chuyển nó chuyển về chứ mình có dám cầm về đâu. Cầm về là qua cây mười mấy ra khỏi thành phố Móng Cái là người ta xịt ngay, nó kiểm tra nó xịt ngay là tóm ngay lập tức luôn. Đấy. Và đây là đến thành phố của Chí Linh rồi các bạn này. Đấy. Ok, đã đến cái quảng trường. Hôm trước em mua xịt con Camry ở đây. Đây đúng ở cái chỗ người ta đang dựng cái rạp này này. Đấy, là em mua trượt cách đây hôm kia thôi chứ không phải đâu xa cả. Đấy. Các bác biết vì sao mà em không đi đường tránh thành phố? Đấy, bởi vì là cái đường này ngày xưa em cũng lái xe qua mấy lần rồi thì em muốn trải nghiệm cái đường xuyên qua thành phố này xem nó có gì không. Đấy, và tiếp tục đại khái là có một số đoạn em vẫn nhớ vì ngày xưa đi xe đi nhiều rồi. Ngày xưa em xuống hẳn dưới này còn lắp màn hình cho ô tô cho khách ở dưới này cơ. Đánh con bán tải xanh xuống tận dưới này lắp màn hình ô tô luôn. Đấy. Thì đi như này thì thực sự mà nói không có gì thay đổi cả. Ngoài cây cối mọi thứ nó đẹp hơn ra thì đường xá mọi thứ nó vẫn như ngày xưa thôi. Cách đây hàng chục năm thôi, không có gì thay đổi hết. Em đang đi nhưng đọc được cái comment này của bác, bởi vì em hôm qua em có xem trên WeChat ấy, con xe điện của Trung Quốc, con Xiaomi, con Su 7 ấy, nó đẹp quá. Và em có chia sẻ thôi. Thì bác này bác comment như này này. Bác cái tên là rất dài luôn. Là Bạch Phương.
1499. Lại còn bảo quảng cáo cho tàu à? Thực chất ý, thì người Việt Nam mình không ai không sử dụng đồ tàu cả. Đây là clip bọn nó gửi cho ông hay là ông copy ở đâu thế? Và chia sẻ thật là hôm qua em có lướt WeChat. Đấy, bởi vì nói thật các bạn, em buôn phụ kiện ô tô, đồ chơi ô tô, và em có WeChat và em lướt WeChat để em thấy người ta chia sẻ cái xe này đẹp thì em copy về em chia sẻ. Thôi đừng làm tự mất uy tín của kênh như vậy nữa. Em có làm gì đâu mà mất uy tín. Nó đẹp thì em chia sẻ đẹp thôi mà, phải không các bác? Đấy. Như vậy nữa, từ xưa đến nay người ta thích xem của em là vì người thật việc thật, chứ giờ em lại đi quảng cáo hộ mấy thằng tàu như thế sẽ mất khách đấy. Em không quảng cáo hộ ai, đẹp em bảo đẹp luôn. Giả sử bữa trước em quay con clip xe tàu mà bạn em mua chưa đăng ký thì còn chấp nhận được. Đằng này em được tận mắt nhìn thấy con xe kia đâu, thì em nhìn thấy trên video và người ta bấm như vậy thì em có tả, em có ghi âm, em có tả là đấy, nó có cánh gió đấy, có cái nọ cái kia thôi, chả sao cả. Em có bảo nó bền đâu, bởi vì em có đã dùng đâu. Đấy, đằng này em được tận mắt thấy con xe kia đâu, em đã được sờ tận tay vào con xe kia đâu, em đã được ngửi mùi xem cái xe đó đã bị ngập nước chưa đâu, mà em đưa lên đây cho người theo dõi kênh của em xem. Thế chẳng hóa ra em lừa người ta à? Em chỉ bảo nó đẹp, chứ em không bảo nó là nó tốt hay nó làm sao cả. Và em cũng không khuyến khích người ta mua. Thế cho nên là điều này là điều rất là khó. Trong khi bọn tàu đã làm clip này thì chúng nó gửi lên ti tỉ platform khác nhau. Em làm như vậy khó chịu cho người xem lắm. Kiểu gì mai chẳng có clip cãi nhỉ. Đấy, em đang làm em cãi luôn, chả sao cả. Đấy. Thế nhưng mà về cơ bản thì nói thật với các bác, em chia sẻ một chút nó về cái xe tàu. Xe tàu con nào đẹp thì em bảo đẹp. Đấy, con nào mà không đẹp, con nào chán thì em bảo chán, đúng không? Thì có cái gì đâu nhỉ, chả làm sao cả. Ây da, phức tạp ghê. Nói chung là muốn chia sẻ một cái gì đấy phức tạp ghê. Em ở đây em chia sẻ các bác một chút ở trên cái này. Thứ nhất, em làm về nghề xe thì bởi vì em yêu xe. Và em yêu xe thì em yêu xe thì em có quyền làm những cái gì liên quan đến xe mà em thích. Có bác còn không thích cả bán em phụ kiện ô tô, chỉ thích em muốn làm ô tô thôi. Đấy là cái ý của bác thích. Còn việc em thích là việc của em, không liên quan gì đến bác cả nhá. Đấy. Em thích xe thì em làm xe thôi. Thì bây giờ tất cả các dòng xe đấy, xe của Tesla thì là tiếc đấy, cái thông tin đại chúng nó đưa lên đầy đấy, làm gì là ai được sợ. Nhà nước cũng đưa, báo chí cũng đưa, làm gì có ai được sờ. Sao bác không đi nói người ta đi mà nói kênh buôn ô tô cũ của em làm cái gì? Mệt cả người. Đấy. Tối hôm qua xem cái con Xiaomi đấy, phải nói rằng nó đẹp. Ở Việt Nam mình Xiaomi là nó là một cái công ty gần như là như gì nhỉ? Nó là có hệ sinh thái riêng, nó có đủ thứ luôn. Kể cả máy hút bụi, rồi thì kể cả sạc dự phòng, kể cả tất cả những cái gì liên quan, bao gồm có ô tô, bây giờ lên cả ô tô, cả tivi, TVL, điện thoại, điện thiết, nó có hết hệ sinh thái của Xiaomi rất lớn. Và không phải nó là chỉ ở Trung Quốc đâu, và nó vươn tầm thế giới rồi, nó đứng top 5 thế giới của những nhà sản xuất công nghệ rồi. Đấy, thì làm sao mà phải lăn tăn những cái việc này làm gì, phải không các bác? Rồi ok, bây giờ em tiến hành em đi tiếp, phải dừng lại các bạn, phải dừng lại cây xăng chia sẻ. Đã sang địa phận Quảng Ninh, sau đó lại quay ngược trở lại địa phận Hải Phòng. Và đây chính là một cái cổng chào vào thành phố, vào đất Quảng Ninh, nhiều tỷ đồng. Nhưng mà các bác nhìn nhiều tỷ đồng như bên trên kia, em thấy hàn hết rồi kìa. Cái này chỉ cần vài năm nữa thôi là cái cổng chào này phải nói là không bảo dưỡng lại thì nhìn nó nhếch nhác thôi rồi luôn, vì nó bằng sắt. Đấy, các bác nhìn thấy không? Đấy, kìa cái vị trí hàn nó bong sơn mới trước ra kìa. Sơn này thì làm sao mà sơn tĩnh điện được, phải không các bác? Nhúng vào đâu mà tĩnh điện được. Mà tĩnh điện thì nó sẽ không hỏng được như thế đâu. Rồi em đã sang đất Quảng Ninh. Rồi em lại vòng sang đất Hải Phòng. Ôi dồi ôi, từ sáng rồi em đi xem nào. Từ Thái Nguyên này, chạm đất Hà Nội này, sang đất Bắc Ninh này, sang đất Hải Dương này, sang đất Quảng Ninh này, rồi quay sang đất Hải Phòng. Quái da, qua cần đấy đất của cần đấy tỉnh các bác nhá. Em đang ở Đông Triều Quảng Ninh và chuẩn bị rẽ sang hướng đi Hải Phòng các bạn ạ. Ở Đông Triều Quảng Ninh thì có một lối rẽ, nếu mà đi thẳng thì đi sang sang Quảng Ninh đấy. Nhưng mà rẽ phải thì lại rẽ cái đường đi về Hải Phòng. Đấy. Rồi các bác đi cùng em nhé, xem cái đường này nó như nào nhé. Đi đến bây giờ thì cũng đã là 9 giờ sáng rồi. Mà sáng thì em đi cũng khá là sớm. Đấy. Chỉ có điều rằng em đi với tốc độ dưới 50 hết, toàn bộ dưới 50 hết. Phòng cái trường hợp mà không may đi quá tốc độ công an nó vẫy, biển thì giả, giấy tờ thì không. Phức tạp phết. Đây Đông Triều còn 4 cây này, nhưng mà lát nữa là em rẽ phải rồi. Đây là cầu Triều các bác ạ.
cầu này thì nói thật bác là em cũng không nhớ là em đi qua hay chưa cơ. Nhưng mà em nhớ là thời năm 2006-07 gì đấy, đi Quảng Ninh thì đa số là gần như là đi cái đường này. Thế thành ra là nói chung là từ ngày đến bây giờ thì em không nhớ. Mà thực sự thì em đi cũng vượt qua cái sông này em còn không biết nó là sông gì. À, bác nào ở đây thì biết sông gì thì có thể chia sẻ cho em ấy nhá. À, cơ bản là em cầm trên bản đồ của map em có thể biết đấy. Nhưng mà thôi thì một mình lái xe cầm máy quay, mồm thì nói luyến thắng ấy, thành ra là không thể xem được. Trên đỉnh cầu nhìn xuống kìa, xa xa kìa. Đấy, đẹp. Đây. Ô, quả VinFast này, VF9 chạy qua. Đây là một đoạn đường khá dài đi qua cái cầu đấy, và hai bên là nhà nước trồng hai hàng phi lao các bạn. Đấy. Đường này thường là đi qua những cái cánh đồng mà không có dân thì họ hay trồng phi lao, nhà nước hay trồng phi lao kiểu như thế này. Em nhìn thì cứ tưởng cây thông. Đấy, đẹp không? Wow, một hàng phi lao luôn. Phải nói rằng là mùa này thì em nhìn thấy thì kiểu như là cây lá nó không được xanh mướt cho lắm, cho nên là nhìn thấy nó cũng bình thường thôi. Đấy. Nhưng mà đẹp. Chị Hugo chỉ em đi một cái đường này các bác ạ. Từ đây đến Kinh Môn còn 7 cây nữa. Kinh Môn của Hải Dương lại vòng sang Hải Dương à? Sao bây giờ sang Hải Phòng? Ôi giời. Đây là đi qua đúng kiểu như là miền quê các bác ạ. Đây gọi là đường liên xã liên huyện gì đấy thôi. Đấy, bên cạnh này thì là có những cánh đồng lúa. Ở đây còn có quả núi đá này, dưới Hải Dương có quả núi đá này. Đấy. Đây là vùng quê các bác nhá. Vùng quê phải nói rằng nó rất là yên bình và không khí rất là trong lành. Đấy, đặc trưng của miền quê của Bắc Bộ là có hàng cau các bác nhìn kìa. Đấy, cổng người ta đi dọc là có hàng cau. Đây cũng thế này. Đấy, có cau có cái thứ là đặc trưng rồi. Cầu Kỳ Đầu. Đang ở Kinh Môn các bác ạ. Ở Kinh Môn này dân buôn xe là có Thánh Cân Đối này. Có Dương Cân Đối này, chuyên bán dòng xe ăn xăng. Thế mà bán được, em thì không thể nào bán được dòng xe ăn xăng. Em vừa đi qua cái showroom ô tô số 1 Kinh Môn thì khả năng là của đồng chí đấy đấy. Ở đây có cái siêu thị Lan Chi Mart to thật đấy. Cái siêu thị Lan Chi này ở trên Thái Nguyên cũng có, gần như là các tỉnh đều có. Siêu thị rất là lớn. Rồi để em đi đấy nhá, còn phải xem map nữa cơ. Vẫn tiếp tục di chuyển trên con đường quê thuộc xã An Sơn. Đấy. Đây, em nhìn ở đây kìa nào. À, không thấy có địa chỉ luôn. Ở đây thì có những cái đồi keo, người dân rồng, cộng với không hiểu sao rất nhiều chuối, giống như kiểu là khu vực bãi bồi ở Hà Nội, chỗ sông Hồng Hà Nội. Rất nhiều chuối, người dân kể cả đường vào cũng dòng chuối nhá, rất nhiều luôn. Đây đó, chuối này chắc là sao để chắc là để kinh doanh thì mới dòng như này thôi, thành những cái vườn như này. Rồi để di chuyển đã, không biết là còn khoảng chắc còn khoảng mười mấy 20 cây mới đến nơi đấy, thì em cứ đi đã. À, cái bác này thì các anh em thông cảm nhá, để em quay lại cái các bác và anh em thông cảm là bởi vì là bác ấy làm ở trong cơ quan nhà nước, đảng viên. Lần trước mua cái xe của bác là em đã không dám quay rồi, quay mỗi cái xe rồi. Đấy, bác này thì em sẽ không quay và em sẽ tập trung vào cái vấn đề là giao xe cho bác ấy và quay cái con xe của bác thôi. Và em sẽ không quay mặt bác ấy, các anh em hết sức thông cảm. Đấy, em có chia sẻ đây các bác nhìn cái, nhưng mà không biết có nhớ cho cái ảnh Zalo đấy không, bây giờ cứ bảo nhìn ảnh Zalo. Ảnh em chụp Zalo bác bảo là không quay, bác làm người nhà nước đảng viên. Nhiều khi là cái đấy cũng là một cái gì đấy mà làm cho cái vlog nó không được hay cho lắm. Nhưng mà thôi thì các bác thông cảm nhá, đấy không phải là người nào cũng muốn cho quay đâu. Anh ơi. Ơi. Em còn 10 cây nữa là đến nhá. Ờ rồi. Vâng, đến cái vị trí anh mới gửi đấy gì? Vẫn là nhà anh ngày xưa gì? Ông cả cao đây, tôi đang đấy. Bảo vẫn là nhà anh ngày xưa phải không? Đúng rồi. À vâng, ok anh. Rồi bên đường em đến. Em đi đường Kinh Môn Hải Dương sang cơ mà. Bác chủ là bác này cứ tưởng em đi đường cao tốc đấy. Đường cao tốc lại khác đấy. Đi qua chợ Trịnh Xá các bác ạ. Đây là chợ Trịnh Xá, hay còn gọi là ngã ba Trịnh Xá. Đấy. Thiên Hương, Thủy Nguyên, Hải Phòng. Em đang ở huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng. Và bây giờ thì
em đã đang đặt chân ở trên đất của Hải Phòng rồi đi các bác. Đấy, ôi nhưng mà đường này đang làm có vẻ bẩn và bụi lắm các bạn. Đi giao cái xe mà xe bụi như này thì hơi ngại. Thế nhưng mà thôi không sao cả, đành phải chấp nhận thôi. Đấy, còn khoảng vài cây số nữa thôi, khoảng tầm 3-4 cây nữa là em đến vị trí giao xe các bác nhá. Sắp đến nơi các bác ạ. 100-200 mét nữa, em có nhớ là hôm trước là em có mua cái xe của bác ở cái sân đối diện này. Nhưng bây giờ nó thành cái gì rồi nhỉ? Nó thành cái gì Châu Giang rồi này. Cái gì công ty cổ phần Châu Giang. Trước em mua ở cái sân trước cửa này. Và ngay cạnh kia thì các bác nhìn thấy là có một cái showroom ô tô. Showroom. Các bác nhìn thấy không? Đấy. Chợ ô tô số 1 Việt Nam. Kìa, rất nhiều luôn. Và em lại mua xe ở ngay đây được. Thế mới giỏi chứ nhỉ. Không biết là cái nhà nào trong mấy cái nhà này đây. Đấy. Đầu em quên cái nhà nào rồi. Vì trước có vào nhà bác ấy rồi. Và mua xe rồi. Đấy, một trong mấy cái nhà này thôi. Thì em này đang không nhớ cụ thể nhà nào. Đấy, bây giờ là để em gọi cho bác ấy nhá. Đấy, bây giờ phải gọi đã. Các bác thông cảm. Đợi đến đây rồi mà không biết là bác đấy, em quay cam lại đã. Nghe máy rồi. Ủa? Không thích nghe. Đang để điện thoại này. Và để em nhắn tin cho bác cái. Bác ở Hải Phòng, giữ yên đã. Gọi lại rồi. Anh ơi. Em quên mất cái nhà anh rồi, em đang ở đối diện công ty công nghệ cao Châu Giang này này. À, thì em đi vòng sang bên anh đang đỗ ở cổng Châu Giang đấy. Đã, anh lại đỗ ở bên đấy à? Em tưởng anh để nhà anh. Không, anh không bán xe ở nhà. Bán quán trà đá đây, chết dở rồi đấy. Nhưng mà cứ phải đúng, nhưng mà cứ phải đúng tên anh nhá. Đâu nhỉ, em đã nhìn thấy anh đâu? À kìa, anh đi con Beijing kìa. Kìa, khách đi con Beijing các bác nhé. Và bây giờ em tắt máy quay đã, tạm thời tắt máy quay đã. Khách cũng đi con Beijing của em. Và trước khách mua con Beijing là do xem em đấy. Rồi, ok, để xuống đã. Đâu nó quẹt là anh Sơn đấy à? Ừ. Quẹt đợt trước quẹt là có nặng không? Không, nó chỉ là xước thôi. À, nhưng mà thợ đây nó sơn gì mà nó phun cả vào trong kia. Thợ sơn không che lại gì cả. Ừ, cái mẹ. Xe cỏ đúng không? Đây là hôm vừa rồi là nó đây này. Đâu? Cái chỗ này là à, cái vết băng dính đây anh bảo cái gì? Ờ đây là mình đang cua gần xong rồi nó em lích một phát đây. À. Thế là nó mới anh dán băng dính này là lúc thợ nó gắn vào là cái băng dính nó cố định. Đúng rồi, nó cố định. Như vậy là cũng sơn rồi, sơn hông này à? Ừ. Hông này nó vào có sâu không? Nó một mảng cái chỗ này phát hẳn cái này cái bánh xe máy mà. À, bánh xe máy nó lúc đấy thì cái đấy thì không ảnh hưởng. Ừ, không ảnh hưởng gì hết. Vâng. Anh có chở cái gì không mà mua con này? Đâu anh mua con này là thay xe máy. À. Mình có chở gì đâu. Đúng rồi, tính bài rất đúng luôn. Bởi vì phần... là ngày đấy có con Civic rồi đúng không? Nó có chạm vào đến đây không? Hả? Không, cái xe máy thì không chạm đến đây. Không chắc nó chỉ vần nhựa thôi đúng không? Ừ, mỗi cái nhựa thôi. Không phải em thấy nó lạ lạ lắm nhá. Mỗi mình em đi chưa? Vâng, hôm nay em đi có mình thôi. Là bởi vì là chiếc này là chỉ có Civic. Thì anh vâng. Mua con này là để thay cái xe máy. Vâng. Thế xong rồi bán con Civic thì mua con kia đây. Vâng. Thì bây giờ là chị không biết giữ đi con Beijing này vừa rồi. Phải thay turbo mất. Phải thay turbo. Làm sao phải thay turbo? Đi con Civic 7 năm rồi, vẫn thay dầu bình thường. Vâng. Con này 2 vạn rưỡi à? Không thay á? À? Không thay dầu. Ôi giời ơi. Chịu rồi. Thế thì gì chú bảo anh biết nói kiểu gì? Chịu rồi. Thế là cuối cùng vừa nó thay turbo hãng rồi 3 triệu rưỡi. Nó không bị thay kính đúng không? Không. Không bị thay kính nhưng mà anh vừa rồi đấy anh lại vừa mới dán lại kính như này.
nên nó ảnh hưởng cả đến đây này. À, cái này là vụ khác. À, lại vụ khác cái gì? Ê, đang đứng đèn đỏ. Từ cái gì nó thúc tông vào? Công. Ấy, biết ngay em nhìn mà. Bởi vì như này nhá. Cách đây là mấy năm rồi. Nó bị con công nó. Nhưng mà sao để... nhưng mà sao vẫn không phải thay kính? Nó chỉ bị ở cái đoạn dưới này thôi, cái đầu công dưới. À. Đấy. Đấy, kính chúng xem hình như vẫn nguyên đấy. Kính thì vẫn zin rồi. Có nghĩa là cái thằng lái công nó không để ý mình đỗ đèn đỏ Hà Nội rồi. À. Thế mà cuối cùng nó lại nó cũng phanh nhưng mà cái kiểu nó bị trớn quá. Nó rũi vào đít cho gì? Đây, đinh bấm đoạn này vẫn còn. Đinh bấm vẫn còn, đoạn này vẫn còn. Đấy. Như vậy là mọp dưới cái này thôi. Bị một tí ở đây. Đoạn trong này không vào đến nơi. Tóm lại là không đây không vào đến nơi. Đây cũng hơi móp vào đây rồi. Để nó chạm, nó hơi cụp cái cốp này vào một tí. Khi nó cụp cái cốp này vào một tí, chỗ này sẽ bị ảnh hưởng một tí, chỗ này ảnh hưởng một tí. Đấy. Hai đèn này chắc là vỡ. Đúng không? Bị cái này ảnh không. Làm hết bao tiền? Làm mất 6 triệu. 6 triệu rồi hả? Ừ. Đấy, phía sau này thì không thấy gì này. Dưới gầm này là không bị này. Nhưng mà trên là bị nhá. Con này trên là bị nhá. Trên là bị. Bị trên là bị vào phần đây một tí này. Nó hơi móp vào đây một tí này. Ừ. Móp vào đây một tí này. Không này. Rồi đấy là vào phía sau. Kính điện. Đến những bạn này thì vô tư được. Không nghĩ được. Không phải nghĩ được đoạn này đúng không? Không phải nghĩ. Ừ. Nói cho anh em nói thẳng thật với anh. Kiểm tra thoải mái nhưng vẫn phải kiểm tra. À vâng, đương nhiên rồi. Anh chế công tắc gì vào đây đấy? Chế công tắc gì vào đây đấy? Có công tắc gì dưới chân này? À, cái công tắc đấy ngày xưa là... Chế cái gì vào đây? Anh có lắp một cái... À đây, anh vào đây cái này. Cái... À, không, anh vào đây đây. Ngày đấy là xưa lắp 300 cam, 360. Có à. Một cái cam lè. À, cam lè, công tắc cam lè. Đúng rồi. À, cái... Anh lấy cái này để anh sang xe kia. À vâng, không sao. Cái này là anh sơn lại đây à? Không, nguyên bản. Nguyên bản nó luôn mà vẫn được đẹp như này. Thì chú bảo có đi đâu. Nhưng mà em thấy nó là lạ lắm ấy. Nguyên bản. Nguyên bản 100% gì? Nguyên bản 100%. À đấy. Đây cái đoạn này của nó là nguyên bản, nó vẫn đẹp này bác này. Đấy. Vì bác ấy mua đăng ký 2017 mà. Đây. Vô lăng cái phần dạ. Có cái kia này anh thay này. Cái gì? Đường số khoảng, gì? Củ này là được khoảng 5 thì bắt đầu nó nứt hết à. Nó vỡ. Vâng. Thế là anh thay củ mới. À, thế em nhìn nó thấy nó lạ, nó không giống củ bình thường đâu. Đấy. Cái phần này là phần nó sơn kiểu cái sơn nhũ bạc. Còn nguyên của nó. Dễ bị, vẫn còn nguyên của nó đúng không ạ? Ừ, anh không làm gì cả. Trần đấy. Cột A, trần cái thứ là còn đẹp. Rồi. Anh chưa đâm vào đâu cả mà mới vâng. Đi đâu hai thằng nó mình chỉ cần vào quẹt thôi. Thế còn đâu là bị hai thằng nó nick rồi sao nick thế đó cho biết. Thế từ ngày anh chạy giờ được 6 vạn 2. 6 vạn 3, gần 6 vạn 3. Tốc độ giới hạn 60 km. Lắp hẳn camera 360 độ. Ừ. Đã một là riêng xe anh là thương nên option đầy đủ hết mà. Một số người vâng. Bị bắt làm con tin trong cam hành trình có cam 360 có áp suất núp trong có. Đấy. Đây, camera 360 độ. Ừ. Đợt anh lắp bộ này không là bao tiền? 9 triệu rưỡi. Ai à? Ừ. Bộ Santec lắp 9 triệu rưỡi, anh lắp lâu chưa? Lắp gần như là cái ngày đấy là phải cho nó 5 năm thứ 7 à? À. Cái này 5 năm rồi. Con này là cam gì đây? C65 à? À, 4 năm rồi, 4 năm. À. Ừ. Áp suất lốp này, màn hình này. Đấy. Cái da này, da cần số của nó vẫn zin đúng không? Da cần số nào? Đây. À cái đấy của nó là nguyên. Cái này của nó còn nguyên đúng không? Anh thay mỗi cái củ bên trên này thôi. À, thay mỗi củ bên trên này thôi. Ừ. Nó bị tự nhiên là nó kiểu lão hóa, nó vỡ đó đấy. Nó tự vỡ. Cái bộ Smart Key này anh lắp lâu chưa? Bộ Smart Key vừa lắp được khoảng độ... Thông báo của Bộ Tài chính thì cô cho biết ở các đầu 3-4 tháng gì đấy, 2-3 tháng gì đấy. 4 đầu tư trong năm 2020 các dự án xây dựng hạ tầng phục vụ sản xuất. Trước anh lắp bộ Smart Key nhưng mà cái bộ đấy nó bị lỗi rồi. Bộ Smart Key trước bị lỗi gì? Bị lỗi cho nên anh thay bằng bộ này. À. Ừ. Cái chìa khóa nó còn mới, mới lại nó
Nó còn nguyên được 2 chìa này chứ. Lốp này anh thay năm ngoái. Vừa mới thay xong. Anh chụp chụp chụp. À thay thay 24 đấy gì? Thay ngày 18 tháng 3 vừa rồi là ngày sinh nhật của anh thay. Vâng. Nhưng mà nó lại nắp cái nốt 523 chứ nó không có nốt 524. Cái đế tồn. Anh mua thì nó sẽ rẻ hơn. Hả? Anh chống với em này Phan. Mình như vậy là làm sao mình có điều kiện đi mua được thì chú như chú. Mình thì mẹ vào showroom thì bảo nó lắp cho nó lắp thì. Vâng. Cũng nhắn đi nhắn lại là anh đặt hàng Michelin. Vâng. Đặt mới. Đây anh vừa bấm gọi cho em đấy. Rồi anh cho chú xem nội dung như này. Ok, cabo cùng nó lắp cho anh như thế. Hôm qua là anh không bảo em nó bị tông vào đít đâu đấy. Nó tông vào đít tuy nó không ảnh hưởng đến khung nhưng mà dù gì nó cũng bị móp tí. Đây. Sao? Anh nhắn cho nó đây. Thay lốp Michelin đét mới. Đấy. Đét mới cho chú nhá, đúng không? Tháng 18 tháng 3 2024. Đấy. Vâng. Thế từ ngày anh mua là cái anh không có rửa máy móc gì à? Không. Rửa gì? Đấy, đi 6 vạn là hơi ẩm một tí ở cái dàn cò này nhưng mà không sao cả. Máy móc có thứ là những đồ đấy là còn nguyên. Vâng. Không rồi, không có hiện tượng ẩm dầu. Anh thay dầu định kỳ hết đúng không? Đúng rồi. Bây giờ này đến côn của nó anh đã làm chưa? Chưa. Hả? Hả? Cái côn của nó anh đã làm chưa? Côn làm rồi. À côn làm rồi á, chạy 6 vạn đã là phải làm côn rồi á. Côn đợt đấy là không biết là cái nó có vấn đề gì nên không anh làm để côn không. À. Người gọi không xác định. Sao mà ai gọi cho mình lắm thế nhỉ? Đã bảo là bận rồi, đang bận. Bắt đi đã. Ok. Máy vâng, cái máy quay nó chỉ nhỏ xíu này thôi ạ. Nhưng mà của nó cũng 17 triệu đấy. Vâng. 17 triệu nó kiếm được mười mấy tỷ thôi. Ý trời ơi. Em mà kiếm được mười mấy tỷ thì cơ mà. Khoe cái đoạn 17 triệu ra mà nó. Thôi được, cái đầu con này thì là tạm thời ổn. Mấy cái phần này nó xước sát các thứ là sơn xi lại. Vâng. Không. Không. Rồi. Đằng sau như thế là gọi là ấy rồi đấy, va chạm rồi đấy. Kính zin. Kính zin. Kính này vẫn zin. Xe cỏ thay xe máy đi, con xe này chả hay à. Kính zin. Con này chỉ có một cái điểm chê duy nhất là nó chạm nhẹ phần cốp một tí. Chạm phần bên dưới này từ đây trở xuống. Và nó có ảnh hưởng vào bên trong một chút xíu. Nhưng mà vào khung các thứ thì không. Và đặc biệt là không quá nặng, kính trên này vẫn còn zin. Đấy. Lốp thì dàn lốp thì mới thay, lên cảm biến áp suất lốp, lên camera 360 độ, lên smart key tự động mở cửa khi lại gần. Rồi, nhưng mà anh thay xe máy mà anh đi cũng nhiều đấy nhỉ. À anh đi từ 2017 đến giờ. Đợt trước em mua của anh đang đi con này mà đúng không? Đúng rồi. Ừ. Đợt trước em mua con Civic cách đây cũng phải 3 năm rồi nhỉ. Đến không? Từ khi anh mua con Vision kia. 52 đờ cái bãi này này. Rồi. Thì mấy ngày sau chú bán cho thằng ở Hà Nội đấy. Đây để em đè nổ lên cái. Cái này đè nổ phải nhắm hai chân đúng không? Dặm một chân thôi chứ. Đâu? Dặm chân phanh thôi. Ai dặm thế thì nó đâu nó đấu đang không đúng rồi đấy. Hả? Anh chưa đang nói mãi nói chuyện, anh chưa để ý để anh xem rồi nha. Cảm thấy số lốp bên trong này. Có thể mở ra một kỷ lục mới cho bản thân. Máy khá là ok. Đạp đến đâu là ngọt đến đấy. Rất là chuẩn. Đây, em ra thử nhá. Rồi, mua con xe cỏ này thì có lẽ là chỉ cần con máy nó như thế thôi các bạn. Không cần quá cấp thiết. Bác ấy mua mới từ 2017. Con này đời 2016 nhưng đăng ký lần đầu là 2017 nhá. Đấy, về giờ cần làm đẹp lại, la răng nó sơn lại màu trắng thì tốt, hoặc là có lên bộ la răng được thì đẹp.
Đó. Kính quanh xe zin. Rồi ok, xe thế rồi đã. Đấy. Xe thì đấy, trên video em cũng quay và nói rõ không va chạm đâm đụng gì hết đâu. Anh bấm mở cửa. À được rồi. Đấy. Ok, anh đánh ra. Anh đánh ra kia để đi. Con bản Plus mà. Đấy. Rất đẹp luôn. Đi con Morning Van kia trong vòng bao nhiêu thời gian rồi. Và bây giờ thì mới lên con Fadin kia để đi loanh quanh. Mua con này là đúng cái bài đi mua để thay xe máy là đúng các bạn ạ. Đấy. Bây giờ nói thật với các bác mà để mình đi con SH so với con này không có cửa mà giá chỉ có hơn 100 triệu thôi. Đấy. À, lên đủ đồ luôn, camera 360 độ các thứ là lên đủ hết rồi. Đấy, thợ lắp mắt cam nó ẩn vào đây này. Đang đi xe số sàn, giờ chuyển xe số tự động. Cái biển kia là em đang cho rút hồ sơ rồi. Thế thì chị đi bằng cái gì? Đi bằng không biển à? Thì đằng nào rút hồ sơ thì đằng nào chả phải tháo biển. Ơi, em về thì em cũng phải tháo biển, em vứt ra một chỗ để em đi. Biển kia sang biển này. Không được. Biển đấy mà trong D này bị tóm ngay lập tức. Nó biết ngay là biển giả. Biển này cũng là biển không phải của nó này. Biển này em lắp để chạy thôi, còn cái biển kia là đang gửi để rút hồ sơ rồi. Thế còn đâu nói về dầu thì lúc nào đến khoảng độ 64-65 nghìn thì à vâng, vâng. Ơi, anh xem đi. Anh mở xem. Máy móc cái thứ xem đi. Không cần xem luôn. Không xem. Ôi giời. Bây giờ xem thì cũng cũng thế rồi, thế bây giờ sang nhà anh xem giấy tờ gì. Ờ thôi, thế anh bấm khóa cửa này vào. Xong quá. Xong đi sang nhà. Nó có phải smart key như con xe còi của anh đâu. Bấm khóa vào đâu? Đấy có hình nút bấm giữa, bấm giữa là khóa đúng không? À rồi. Vâng, tí nữa sang lấy xe đi luôn, bác không cần phải sang nữa. Anh giờ em phải lấy cái đồ này đã. Rồi. À quên. Thế thì đợi chút em còn tháo cái biển luôn. Thì mình mất cả đăng ký xe rồi cả. Mất ví là mất hết, làm lại hết. Ừ. Làm lại cả đăng ký xe ô tô là ngày 26 tháng 11 2021 nhưng thực chất là đăng ký tháng mua mới và đăng ký năm 2017. Đúng rồi, 17 tháng 2 năm 2017. À. Đây kể cả cái bằng của anh đây cũng là năm mới làm lại. Mới năm 2021 cũng cùng cùng thời gian mấy cái mới đăng ký. Mới đăng ký. Anh nói thật 100% đảng viên là phải nói thật. Nhiều khi không thật lắm thì tham nhũng tí thôi như anh bảo. Xong rồi các bạn, có cả tiền mặt luôn. Đấy. Đổi con Fadin này để lấy một con xe cỏ. Mà xe này thì bác ấy đăng ký từ mới, nhưng mà lúc xem đăng ký lại không 21, hóa ra là ông làm mất hết giấy tờ đi. Xong bây giờ là ông mới lại làm lại giấy tờ, kể cả bằng của ông làm lại từ của bác ấy là làm lại là từ 2021 luôn. Đấy. Và bây giờ thì xe là có VETC rồi, có giấy tờ mọi thứ chuẩn rồi. Là em xin phép em sẽ đi đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng về và em sẽ trải nghiệm con này trên cao tốc Hải Phòng xem là nó có ok không các bác nhá. Đấy. Đây con xe đây. Wow. Đấy, ngày xưa là bác ấy mua con BZX7 kia của bác ấy là bác có nói chuyện với em là có ok không kìa. Bác về bác quất luôn con BZX7. Và con này thì bác mua từ mới để thay cái xe máy. Đấy. Đây nhá, em không cầm chìa khóa nhưng lại gần là nó tự động nó mở. Đấy, mở ra đấy. Đấy, bác ấy lắp bên đây phải nói rằng là những cái option cảm thấy nó không xứng đáng với cái xe lắm. Rồi thì cái gì nhỉ? Màn hình nó rồi, ok để em đi đấy nhá. Đây, khách cứ gọi cho em nhưng bây giờ em phải trả lời khách đã. Hello, em đã về đến cầu Kiền các bác ạ. Đấy, cầu này đây đây, cầu Kiền đây. Từ đây ra đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng khoảng 20 cây, sau đó lại bắn từ cao tốc Hà Nội Hải Phòng về Thái Nguyên. Đấy. Ra đến cao tốc Hà Nội Hải Phòng thì em mới chia sẻ con này chạy trên cao tốc nó thế nào nhá. Chứ bây giờ trước mắt thì ở trên này thì em đang không chia sẻ được đâu. Bởi vì là đi với tốc độ với cái tầm 40 như thế này thì chia sẻ làm sao được, phải không các bác? Đấy. Về xe thì em nói qua về con xe này một chút.
Con xe này là con xe mà bác chủ bác ấy mua đã đăng ký từ đầu năm 2017 và bác ấy thay xe máy đi. Và đến bây giờ là từ 2017 đến giờ bác ấy đi làm và bác ấy chạy được 6,2 vạn. Đấy. Năm 2021 thì bác có làm mất giấy tờ và làm lại giấy tờ, làm lại là từ năm 2021 là đăng ký. Sau đó là đến bây giờ bác bán, bác đổi những con Fadin. Đấy. Thì con này hiện tại là bây giờ với tình trạng thì máy của nó thì phải nói rằng là cực ngon do bác ấy mua mới. Cộng với một cái là đằng sau nó có bị lỗi một chút. Lỗi ở đây nó là cái lỗi kiểu lỗi va chạm nhẹ, không vào đến khung hay vào đến cái phần để mà đựng lốp dự phòng các thứ là đều là không ấy hết, không bị sao. Và hiện tại thì ở trên cái xe này thì bác ấy trang bị lên những cái món đồ mà phải nói như em vừa nãy em có chia sẻ các bác là nó cảm thấy nó không phù hợp với cái xe lắm. Vậy thì nó bao gồm những gì? Đấy. Ví dụ như đầu tiên là một con camera hành trình Vietmap, con kia con C65, giá hãng của nó là 4,3 triệu nhé. Đấy, con này là Vietmap hẳn hoi, C65, giá hãng là 4,3 triệu. Tiếp đến nữa là một bộ cảm biến áp suất lốp van trong, bộ này nó tầm khoảng 1,5 triệu. Đấy, em biết là bởi vì em làm nó. Cái thứ ba nữa là một bộ màn hình Android liền camera 360 độ. Đấy, em đang sử dụng Google Maps để chạy về đây. Đấy, hiện tại thì nó đang báo là đường dẫn vào cao tốc Hà Nội nó còn 17 cây nữa. Đấy. Và cái bộ này thì bác bảo bác lắp là hình như là 9 triệu. Đấy. Và tiếp đến nữa là một bộ Smart Key. Một bộ Smart Key là bộ nút Start Top này, bộ Smart Key này. Đấy, nếu mà bộ chuẩn ngon ok thì nó tầm khoảng 3,5 triệu đến 3,9 triệu. Đấy, còn bình thường thì bộ rẻ rẻ nó tầm 2,5 triệu. Nhưng bộ này thì em nhìn thấy cái chìa khóa nó khá là xịn, khả năng là rơi khoảng ngoài 3 triệu đấy. Đấy, như vậy là tổng cái tiền lắp thêm cho con này, những cái option lắp thêm cho nó thì cũng khá tiền rồi phải không các bác? Đấy. Dàn lốp thì bác ấy mới thay chạy hơn 6 vạn này bác mới thay rồi. Và thay đợt tháng 3 năm 2024. Đấy. Con này để mà đi thì những đối tượng nào có thể đi được con như thế này thì em xin phép chia sẻ một chút. Con này thì nếu như các bác nào và anh em nào, thứ nhất là tập lái. Đấy, đi gia đình, vừa để đi gia đình vừa để tập lái. Khi mà chưa có tiền thì có thể mua con hơn 100 như thế này. Để làm gì? Để thứ nhất là tập lái cho nó ngon lành, sau đó là lái xong đó là mua con xe nó xịn hơn xe mới hoặc là xe đắt tiền hơn. Đấy. Hoặc là ít tiền, không có nhiều tiền thì mua con hơn 100 như này để mà đi chợ, đi búa, đi làm. Ví dụ như bác này, bác làm nhà nước chẳng hạn, bác mua thay cái xe máy là bác mua từ mới luôn. Đấy, bác làm nhà nước thì mua để đi làm, đi chợ, đi đưa đón con cái các thứ, đi học là thoải mái. Đấy. Đằng sau kia thì bác ấy chưa lắp ghế nhưng mà bác ấy để một cái tấm như thế này đấy. Anh em nào mà ví dụ như là phục vụ kinh doanh, làm ví dụ như là gì nhỉ, lắp camera này, làm điều hòa này, các thứ linh tinh này thì mua những con như này phải nói là nó rất là hợp lý. Đấy, nó tiết kiệm các bác ạ. Đấy, quá là ok luôn. Đấy, ô tô thì thay cái xe máy thì quá tuyệt phải không ạ? Rồi ok, còn 16 cây nữa là đến cái trạm để đến vào cao tốc Hà Nội Hải Phòng. Thì trên cao tốc Hà Nội em sẽ chia sẻ về con này nhá. Hello, em ra đến cao tốc Hà Nội Hải Phòng rồi. Và hiện tại thì em đang trải nghiệm trên con xe hơn 100 triệu một chút trên cao tốc Hà Nội Hải Phòng và em đang chạy nó với cái tốc độ khoảng nhỉnh hơn 100. Các bác thông cảm vì em vừa quay video vừa ấy không thể đi cao được. Nhưng em cũng sẽ đi thử cho các bác một đoạn để lên đến tầm khoảng 120 km/h nhá. Đấy, các bác nhìn này. Đấy. Thôi thì đang ở trên cầu. Đấy, hiện tại là gọi là xíu lên 120 km/h. Vòng tua hiện tại là hơn 3,000. Đấy. Rồi ok, có lẽ là quay như vậy thôi và sau đó tập trung vào quay cho con xe này. Thì hiện tại nhá, đang chạy với cái tốc độ khoảng 110 mấy km/h nhưng mà cái xe của nó phải nói rằng là cực kỳ ổn định. Đấy, em gần như là không có hiện tượng lạng lách cũng như là rung lắc vô lăng luôn. Đấy, bởi vì là cái xe này nó không chạy dịch vụ, không làm gì cả và đến bây giờ thì nó chỉ có bác chủ bác ấy chỉ có là đi loanh quanh thôi cho nên là nó chạy ổn định thôi rồi luôn. Đấy. SH nào mà làm được cái việc này, nói thẳng với các bác là không có con SH nào làm được cái việc này hết. Chạy quá ngon luôn, vô lăng phải nói là im phắc. Em quay cho các bác lên xa một chút để các bác cảm nhận được cái vô lăng của nó, các bác thấy không? Đấy. Nếu như con BZX7 của em là em có thể thả tay ra em đi được nhưng mà con này thì em phải hờ tay như thế này. Đấy, cực ngon luôn và tốc độ vẫn là hơn 100 này. Đấy. Đấy. Đồng hồ quên màn hình đang thể hiện ở cái tốc độ là tốc độ cho phép là 120 km/h. Rồi hiện tại thì gầm bệ con này sau khi trải nghiệm mấy chục cây đi ra đến cao tốc thấy rất là ok. Đấy, cảm giác lái tất cả mọi thứ đều thật,
nói chung là nó không có một cái gì đấy gọi là lệch lạc chính choáng cái gì cả đấy, mà phải nói rằng nó rất ngon luôn đấy. Rồi ok nhá, xin chào các bác nhá, hẹn gặp lại các bác ở những clip sau nhá. Chúc các bác một buổi tối vui vẻ, khả năng là cái vlog này em sẽ xuất ra buổi tối. Xin chào các bác, hẹn gặp lại các bác ở những clip sau.